Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Khánh Đan, năm nay mình 12 tuổi. Sau đây mình xin giới thiệu một số sở thích của mình. Sở thích của mình là ăn pizza, xem TV và đọc truyện tranh. Mình rất thích màu hồng, mình ghét ngủ trưa và mình sợ chết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.